Hello, chào toàn thể anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Đoàn Trường nhá. Thì cái video này á, mình muốn làm cái video để hỗ trợ mọi người cuối năm, đó là khuyến mãi cho mọi người một cặp husky và những bé cái giống Golden Tơ. Thì bên mình hiện tại đang muốn nhận những cái hồ liên kết nuôi sinh sản. Hiện tại Trường đang chuẩn bị quay cái clip ở đây, thì mời mọi người cùng đón xem và những cái ưu đãi và chính sách của bên mình cuối năm như thế nào nhá. Ok, mời anh em. Hello, chào toàn thể anh em nhá. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Đoàn Trường nhá. Ngày hôm nay Trường lại tiếp tục lên một clip để nói về cái cách thức nuôi sinh sản ở bên Trường. Thì hiện tại Trường á đang có những bé cái giống này. Thì hiện tại đang có một cặp đực giống husky, đực cái giống husky này. Cặp này hiện tại Trường đang hỗ trợ anh em nuôi sinh sản đó, chỉ với giá là 15 triệu với hai bé. 15 triệu hai bé luôn, hỗ trợ bao sinh sản cho anh em luôn. Đó, được chưa? Mọi người mà có nhu cầu mọi người nuôi husky thì anh em cứ thiện chí, anh em cứ inbox qua để sở hữu hai bé husky. Bé hồng phấn kia là bé cái, còn bé xám này là bé đực nhá. Thì đối với dòng husky thì bên mình bao tiêu đầu ra là từ 3 đến 4 triệu một bé cho con. Thì mọi người mà có nhu cầu mọi người sở hữu một bé husky á để nuôi sinh sản á, thì đây như hiện tại nếu như giá mà bình thường Trường bán á là 25 triệu một bé cái giống, nhưng mà tại vì đợt gần cuối năm nên là có ưu đãi cho mọi người, đó là một cặp husky đực cái giống, bé đực đây 9 tháng rồi, đã tiêm phòng 3 mũi rồi. Bé này thì đi kèm với bé cái giống thì ở xa kia mọi người. Thì cái bé cái giống này á thì mình sẽ bán với giá là 15 triệu cho một cặp. 15 triệu cho bé cái giống kèm thêm một bé đực giống để sau này mình có thể phối giống luôn. Hai bé này đều khác nguồn gen nha mọi người, có thể phối giống được. Thì mọi người có thể nhu cầu mọi người nuôi sinh sản, mọi người liên hệ cho em. Hoặc là mọi người muốn nuôi chơi thì mọi người cứ inbox trực tiếp cho em, mình sẽ để cho hai bé này cá yêu thương cho mọi người luôn, được chưa? Bé cái sinh sản hai lứa. Đấy, đàn nào ra con cũng đẹp luôn. Thì mọi người mà có nhu cầu mọi người cứ inbox qua cho em nhá. Còn đối với giống chó Golden đây, thì như cái giống Golden đây hiện tại là dàn cái tơ, nghĩa là cái 6 tháng bắt đầu tuyển giống lên rồi mọi người nhá. Thì cái đàn này á thì hiện tại em đã tuyển ra rồi. Đó, thì có một bé đực này và 4-5 bé cái. Thì mình đang tìm hồ liên kết để nuôi sinh sản Golden đối với giống cái tơ. Hiện tại mình cái đối với giống Golden Tơ như thế này á, mình đang bán cho mọi người đó là 17 triệu một bé cái giống, bao gồm bao sinh sản, bao phối, hỗ trợ anh em đầu ra, hỗ trợ kỹ thuật cho anh em. Ngoài ra thì bên mình còn giao và vận chuyển tới nơi cho mọi người luôn, trường hợp mọi người mua trên 6 bé cái giống, được chưa? Thì anh em nào thiện chí với những bé cái giống tơ như thế này, anh em có thể inbox qua Zalo để mình tư vấn cho mọi người, để mọi người hiểu hơn, rõ hơn về cái cách thức vận chuyển và cách thức nuôi sinh sản liên kết ở bên mình như thế nào. Thì đối với giống chó Golden này á thì cực kỳ thông minh, lông lá bóng mượt, và mình nuôi sinh sản thì rất là dễ chăm luôn, tại vì nó hầu như là nó chăm con rất là tốt. Đấy, mọi người mà muốn nuôi cho Golden thì tuyệt vời với những bé này luôn. Được chưa? Lông lá bắt đầu được 6 tháng rồi, 5 tháng rưỡi, gần 6 tháng rồi. Thì những bé này mình đủ vaccine rồi, về chỉ việc nuôi thôi. Anh em nào thiện chí anh em cứ inbox qua để mình tư vấn cho anh em cách thức nuôi sinh sản với mình nhá. Đó, cái cặp husky thì đây. Hai bé đều mắt xanh nhá mọi người. Đó, bé cái giống sắp lên giống rồi, đang thay lông sắp lên giống, rất là đẹp luôn. Đó, bé đây là bé đực. Rất là đẹp luôn, thì anh em nào thiện chí anh em cứ inbox cho em. Đó. Được chưa? Mọi người cứ liên kết inbox qua Zalo cho em đi để mình tư vấn cho anh em sở hữu cặp husky cũng như là đàn Golden bên mình cái tơ nhá, 6 tháng rồi. Thì cái đàn này thì mọi người về nuôi thêm 6 tháng nữa là nuôi sinh sản được, là cho đẻ được rồi. Thì cái vấn đề nuôi bao đầu ra của Golden thì bên mình đang bao tiêu từ 4 đến 6 triệu một bé Golden cho con khi sinh sản ra, đã tiêm phòng 2 mũi vaccine. Được chưa? Đấy, cảm ơn anh em đã xem clip của Trường. Nếu thấy hay và mang lại thu nhập cho anh em thì anh em có thể inbox trực tiếp cho em để mình đón ngay một cặp hoặc là một đàn husky về làm giống nhá. Ok, bye bye mọi người. Đam mê mình thì quanh gói gọn, thường thường nằm ở chỗ mình được thư giãn này anh em ạ. Mỗi ngày công việc nó mệt mỏi anh em. Thì mình uống ly cà phê ngắm chị này,
cảm giác thấy nó rất là nhẹ nhàng.